Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review. Và sau video về iPhone 6s tại thời điểm nửa đầu 2019 thì mình nhận được một câu hỏi khá là hay, đó là cùng với iPhone 6s thì chiếc 6s Plus nếu mà bây giờ mua thì có liệu có dùng được 2 năm với mục đích chính là để chơi game hay không? Thì ngay trong video này thì mình sẽ giải đáp thắc mắc này của các bạn. Nếu bạn nào đang quan tâm và muốn mua sản phẩm này thì hãy xem hết video nhé. Và chiếc iPhone 6s Plus mình đang cầm trên tay hiện tại đang có mức giá là 6,5 triệu đồng. Về việc tại sao một sản phẩm đã ra mắt được hơn 3 năm giá nó vẫn còn ở mức hơn 6 triệu đồng như vậy thì tí nữa mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Còn cái điều mình muốn các bạn quan tâm đó là những chiếc iPhone 6s Plus hiện tại ở trên thị trường chủ yếu là những sản phẩm cũ qua sử dụng. Chính vì thế nếu các bạn đi mua thì một là hãy tự trang bị cho mình những kiến thức kiểm tra máy cơ bản, hoặc là chúng ta chọn những điểm bán hàng tin cậy để chọn mặt gửi vàng, tránh phải cái tình trạng là tiền mất tật mang. Quay trở lại chính vấn đề hiệu năng để xem là liệu sản phẩm này còn đáp ứng tốt 2 năm sử dụng với nhu cầu chơi game hay không. Thì hôm trước ở trên chiếc iPhone 6s thì mình đã đo điểm ăn thua của nó với chiếc Apple A9. Số điểm ăn thua đạt được là hơn 150.000 điểm. Và trên chiếc iPhone 6s Plus này cũng vậy, bởi vì chúng dùng chung một cấu hình. Đầu tiên về những trải nghiệm cơ bản thì cả 6s và 6s Plus hoàn toàn đáp ứng vượt kỳ vọng của mình. Và tính từ tháng 9 năm nay thì sản phẩm này đã tròn tới 4 năm. Nhưng mọi thao tác di chuyển này, cả vấn đề rất là mượt mà, hoàn toàn không bị giật lag hay là phản hồi chậm. Ở những tác vụ khó hơn như là chơi game, xem phim, đặc biệt là chơi game nặng thì chiếc 6s Plus sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn so với iPhone 6s khi có màn hình lớn hơn này, pin trâu hơn. Và điều đáng nói ở đây là máy hoàn toàn chế được tất cả một cách mượt mà. Và các bạn có thể yên tâm nó vẫn chơi được game ở chế độ đồ họa tối đa như là Liên Quân Mobile, Alpha 9. Với những trải nghiệm mà mình nhận được trên chiếc iPhone 6s Plus, một sản phẩm đã có tới hơn 3 năm tuổi thì khiến mình rất là hài lòng. Và theo mình, con số 2 năm để phục vụ cho nhu cầu chơi game là một thử thách không hề khó đối với chiếc iPhone 6s Plus này. Nếu bạn đang phân vân, đang lăn tăn về việc chọn mua sản phẩm để chơi game thì hãy cứ tự tin mà đi mua sản phẩm này thôi. Bởi vì không chỉ có hiệu năng tốt mà mọi thứ khác của chiếc máy này cũng đều đủ để mang lại cho bạn trải nghiệm sử dụng khiến bạn phải hài lòng, như là pin trâu cho thời gian sử dụng cả ngày, khả năng chụp ảnh chất lượng dù chỉ có một camera, hay là màn hình của nó chỉ là màn hình truyền thống tỷ lệ 16:9, chúng ta không có tai thỏ hay là màn hình chặt cạnh. Trên màn hình của chiếc iPhone 6s Plus này thì điểm mạnh của nó chỉ là kích thước lớn và độ phân giải Full HD mà thôi. Và nếu như không chơi game nặng thì chiếc iPhone 6s Plus này thậm chí còn đáp ứng cho các bạn tới 4-5 năm sử dụng. Sau 4-5 năm thì chiếc máy này nó sẽ yếu như là chiếc iPhone 5s ở thời điểm tại, các bạn biết là nó sẽ chậm và lag như nào rồi đấy. Tiếp theo nó lại một chút về giá bán thì sản phẩm này hiện đang có mức giá là 6,5 triệu đồng như mình nói ở phần đầu. Như bạn sẽ đắn đo vì nhìn vào mặt bằng chung smartphone hiện nay thì chiếc 6s Plus cũng gọi là quá lỗi thời rồi. Tuy nhiên đối với một sản phẩm đã ra mắt được hơn 3 năm mà nó không có bất kỳ một tính năng hiện đại nào như mình nói bên trên, nhưng mức giá của nó vẫn ở mức 6,5 triệu đồng thì tất nhiên nó có cái lý do của nó. Chính xác hơn thì đây là một sản phẩm cao cấp nên mặc dù nó không có những tính năng hiện đại nhưng trải nghiệm sử dụng của nó vẫn hơn tất cả những sản phẩm khác ở trong cùng phân khúc tầm trung này. Ví dụ như không có màn hình tràn cạnh nhưng kích thước lớn vẫn đủ đáp ứng tốt nhu cầu giải trí chơi game. Camera đơn thôi nhưng mình khẳng định chất lượng chụp ảnh của nó chẳng thua kém đối thủ nào, chỉ là không có tính năng xóa phông. Đặc biệt hiệu năng của nó thì 3 năm rồi nhưng vẫn nhỉnh hơn cả những sản phẩm vừa ra mắt. Tiếp biểu như là chiếc Redmi Note 7 mới trình làng cũng có chip S60, thậm chí có số điểm AnTuTu còn thấp hơn. Và theo mình thì để có một trải nghiệm thật nhất và khách quan nhất thì các bạn có thể tới trực tiếp các showroom của Diện Ông Minh trên toàn quốc để trải nghiệm, sau đó đưa ra quyết định cũng chưa hề muộn. Ngoài ra khi mua hàng ở đây các bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, đặc biệt là cam kết chỉ bán hàng nguyên bản, nó không với hàng dựng hoặc là đã qua sửa chữa. Và bên cạnh đó các bạn cũng sẽ được tặng kèm thêm bộ phụ kiện sạc cáp titan chính hãng, đồng hành 1-1 trong 1 năm. Như vậy thì video của mình tới đây là kết thúc. Như mình có nói ở phần đầu, nếu bạn nào đang lăn tăn và muốn mua chiếc iPhone 6 Plus để phục vụ cho nhu cầu chơi game trong thời gian là 2 năm thì cứ tự tin đi mua. Link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả dưới video để cho bạn tham khảo nhanh hơn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.